Wow. Ổn không? Wow. Sao? Ổn không? Wow. Cái mặt qua vậy là không ổn đúng không? Tôi cũng thấy vậy, không mấy cởi ra nha. Ê, thôi, bậy à, bậy à. Trời ơi, cái gì vậy, bình tĩnh. Ê, chứ tôi không có quen thiệt luôn á. Tôi qua là tại vì tôi thấy nó quá hợp, quá đẹp. Hợp hả? Đẹp lắm luôn á. Xuất sắc luôn á. Trời ơi, từ hồi nào giờ nha, tôi thấy bà mặc cái bộ này là đẹp nhất luôn á. Trời. Ừ. Nghĩ sao tôi mặc cái này mà đẹp? Đẹp. Tại vì bà mặc mà nhiều khi bà không có nhìn thấy được hết, hiểu không? Nhưng mà tôi... Khoan. Khép cái chân lại xíu, khép cái chân lại xíu. Ừ, dạng dạng quá sẽ khép lại. Mình mặc đầm, mình phải đứng lại cho nó nền nã lại, hiểu không? Mà nào giờ mặc quần quen rồi. Mày đứng khép lại chút xíu, khép cái lại. Cái gì mà cứ... Cái chân này là cái chân đánh tennis. Đứng khép lại. Khép lại hả? Ừ. Đó. Phải ăn mặc hở hang như vậy. Đây là cái điểm đầu tiên để gây mất điểm với bà nội. Mất điểm là tôi thích nha. Mất điểm. Vậy điểm thứ hai là gì? Thái độ. Thái độ hả? Thái độ. Thái độ. Thái độ sao? Thái độ của bà phải bất cần. Bất cần. Ngông cuồng lên. Ê nội, dậy cho ngồi nội. Đứng dậy ngồi coi nội. Đó. Ê, cái này là bất ổn nha. Bất ổn hả? Ê, không được nha. Sao? Cái này là mất dạy luôn á thiệt. Mình muốn gây mất điểm với bà nội mà. Ờ, mất điểm. Được, được, được. Thái độ này được nha. Thái độ đó. Nhưng mà khoan. Khoan. Nói chuyện là không có được dòm bà nội luôn. Không dòm luôn không hả? Không có dòm. Dòm ngược lại. Ví dụ cái tay mình khều vậy mà con mắt mình dòm bên đây, người ta tưởng mình lé vậy đó, hiểu không? Dòm ngược lại. Đúng rồi. Ê, ê nội. Mà cái tay vẫn khều bà nội. Ê nội. Đúng, ê, rồi. Đúng rồi. Cái đường thay đường đâu khều. Ê, lỡ tôi khều cái mỏ rồi bà nội cắn tôi sao? Mình đang gây mất điểm mà. Ờ, mất điểm. Nghe bả đi. Ờ, mất điểm, mất điểm. Mất điểm, nhớ không? Thôi. Đó, đúng rồi, đó, vậy đó, đúng rồi. Con mắt trợn lên, con mắt trợn, đúng rồi. Trợn, trợn rồi đó. Trợn dữ hơn nữa. Đó. Mà mỗi lần muốn dòm bà nội nè, dòm thẳng vô mắt bà nội nha. Dòm thẳng vô mà trợn con mắt bự lên. Bự lên cho nó lòi con ốc bua ra. Bự lên, nó gần ra đó. Thôi. Lý tự nhiên tôi trợn cái lòi hai con ngươi rớt xuống bà nội xỉu luôn á. Bà nội mới sợ. Thôi ghê quá à. Mình gây mất điểm mà. Ê, mà làm gì ổn không nhở? Ổn sao không ổn? Không. Nói chung á, tôi sẽ tự biết cách để làm cho bà nội buông tha tôi. Nội. Nội. Dạ. Con chào nội. Ừ. Hằng hả? Dạ. Con là Hằng. Là cháu dâu của nội á. Giọng. Nội ơi. Giọng. Nội bất ngờ lắm đúng không nội? Con mời nội ngồi. Nội ngồi nội. Cái gì bị điên hết. Nội biết không? Sao? Cái mặt con á, con bị thương. Xong á cái mặt xấu ghê lắm. Cái xong hả con sợ cái con cãi cha cãi mẹ. Con đi phẫu thuật á nội. Cái hả xui gặp ngay bác sĩ làm lố. Cái xong hả làm hai con mắt con rồi nội. Nó lòi cái như hả là hai cái hồi lòi vậy đó. Mà trong nhân tướng học nha, người ta nói nha, mấy đứa mắt lòi nha xấu lắm, cái phần nó xui lắm. Ai mà rỡ tới ha, xui tận mạng luôn á nội. Không, nội thấy đẹp. Hả? Nội thấy đẹp. Nội thấy sao nội? Nội thấy đẹp. 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 Mắt lồi là quý tướng đó con. Wow. Ừ. Con mắt to ha. Mắt to là biết sao. Mắt to là để cho người ta canh ăn trộm. Rồi mai mốt con tập con canh chồng con luôn. Nó mà nó lén phén là nội cho con đục rồi. Wow. Quyết định luôn. Cưới luôn. Hả? Cưới nhau đi. Nội đi qua ngày coi tháng. Mình cưới nhau đi. Mình hai đứa nhảy để mình bà nội nhảy mình. Dạ. Mình cưới nhau đi. Nội đi đâu vậy nội? Nội đi lấy nước cho cháu dâu uống. Dạ. Nội đi lấy nước cho cháu dâu uống. Nội đi lấy nước cháu dâu uống. Cô bị điên rồi hả?